Nhằm tìm giải pháp khắc phục tình trạng ùn ứ hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tại khu vực biên giới Việt-Trung và trao đổi biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại song phương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã có cuộc điện đàm trực tiếp với Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc Nghe Nhạc Phong và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Trung Sơn. Tại buổi điện đàm, hai bên đều nhất trí về tầm quan trọng của mối quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước, đạt được sự thống nhất cao về tăng cường hợp tác, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thương mại song phương, giúp đỡ cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong bối cảnh dịch bệnh cũng như trong thời gian tới. Trao đổi cụ thể với Tổng cục Hải quan và Bộ Thương mại Trung Quốc về tình trạng ùn ứ hàng hóa xuất khẩu tại biên giới hai nước Việt-Trung kể từ đầu tháng 4 năm 2020, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đề nghị Tổng cục Hải quan, Bộ Thương mại Trung Quốc chỉ đạo các cơ quan hải quan cửa khẩu biên giới tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, ít nhất là tương đương với thời điểm cuối tháng 3 vừa qua cho hoạt động xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hóa giữa hai bên. Bộ Công Thương cũng đã đề nghị cụ thể với phía Tổng cục Hải quan và Bộ Thương mại là hai cái cơ quan chức năng có ảnh hưởng nhất và chịu trách nhiệm lớn nhất của chính phủ Trung Quốc trong các hoạt động thương mại, kể cả trong đó có cái thương mại của trao đổi thương mại của cư dân biên giới. Trước mắt ngắn hạn ấy, là phải tập trung giải quyết cho thông quan hết cái số lượng hàng hóa. Và cụ thể là gì? Bạn đồng ý với chúng ta là cho khôi phục lại cái mở cửa khẩu Tân Thanh Pò Chài theo đúng cái giờ như trước kia, trước của cái giai đoạn mà bạn thay đổi chính sách. Đồng thời bạn cũng đồng tình là sẽ xem xét để chỉ đạo cho các lực lượng chức năng, nhất là lực lượng hải quan và kiểm dịch của bạn, là thực hiện những cái biện pháp thuận lợi hóa thương mại theo hướng đơn giản nhất và thuận lợi cho các cái doanh nghiệp của hai bên trong thông quan cái sản phẩm hàng hóa nông sản của Việt Nam. Có thể nói, hai bên thống nhất rất cao về đánh giá nhu cầu, dư địa và năng lực để tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác về kinh tế và thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hai bên cần tiếp tục nghiên cứu và đổi mới các mô hình hợp tác, cũng như các chuỗi cung ứng để đảm bảo tính bền vững và khả năng chống trả đối với những sự cố và diễn biến phức tạp không chỉ của thiên tai, dịch bệnh. Hai bên thống nhất rất cao về việc xây dựng đề án tạo sự kết nối của các doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối của Trung Quốc với các doanh nghiệp xuất khẩu và các vùng sản xuất của Việt Nam để tổ chức đào tạo, tập huấn cũng như tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hai bên tổ chức kết nối thực hiện các hoạt động về đăng ký truy xuất nguồn gốc theo đề xuất của Bộ Công Thương Việt Nam. Cùng với đó, hai bên cũng thống nhất những biện pháp tăng cường hợp tác chia sẻ trong lĩnh vực công nghệ và đầu tư, nâng cao năng lực về sản xuất cũng như cạnh tranh chung của nền kinh tế Việt Nam hướng vào cộng đồng doanh nghiệp cả hai bên.